Với mục tiêu tạo ra sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn trong dịp Giáng sinh, chào năm mới 2023, thu hút đông đảo nhân dân, du khách trong nước và quốc tế, Carnival nhằm quảng bá tiềm năng thế mạnh nổi trội, giới thiệu các điểm đến, sản phẩm mới trong mùa thấp điểm du lịch, góp phần triển khai hiệu quả chương trình kết cấu du lịch của tỉnh, đánh dấu sự phục hồi du lịch mạnh mẽ và khẳng định Quảng Ninh là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn.